Hi, xin chào mọi người đã quay lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một trò ảo thuật, và trò ảo thuật đó là gì? Mọi người hãy chờ xem nha, đừng để mất màn hình nha. Trò ảo thuật này mình sẽ tắt đèn nha mọi người, vì tắt đèn nó sẽ có hiệu quả hơn đó, tại vì nó có liên quan đến khói. Có đèn thì mọi người sẽ khó mà thấy được khói nha. Rồi, mọi người hãy chú ý đến bàn tay của mình. Đây, mọi người hãy chú ý nha. Đây, mọi người thấy không? Khói đang bay lên nha. Đây, khói đang bay lên nha. Đó, bay lên rất là nhiều nha. Đó, mọi người thấy không? Tay không mình có thể làm ra khói nè. Đó. Rồi, mình sẽ bật đèn lên nha. Rồi. Thì trò hôm nay đơn giản chỉ có thế thôi mọi người. Mọi người thấy thú vị, thấy hay, hãy like, share, subscribe, chia sẻ, đăng ký kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người thấy hay, hãy like, share, subscribe, chia sẻ, đăng ký kênh của mình nhé. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp như ý và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.